Ok, cảm ơn Hương nào. Thì Nhưng mà Khánh Vy sẽ hỗ trợ nào. video lên Khánh cho nó Vy đỡ Hương đang bị lag bị rồi. Ừ. lát. Thì nhẽ không Khánh nghe Vy cái chuẩn gì. luôn. Ừ. Ok. Nào, xin mời Khánh Vy. Em không nhớ. Ok. Rồi, thực ra là chúng mình chỉ cần biết cách sử dụng là được. Còn nếu mà để nói rõ ra, có thể đôi khi là nhiều bạn không nhớ nhá. Nói rõ ra tức là nói cái định nghĩa của nó ra có thể không nhớ. Tuy nhiên chúng mình phải hiểu rõ được rằng là cái khái niệm của nó là kiểu gì thôi. Xác định tức là sao? Tức là mình cần phải xác định nó thêm ấy. Thêm cái chữ cần vào có phải dễ hiểu hơn không? Cần phải xác định nó thêm ấy, tức là cần phải bổ sung nghĩa, rõ nghĩa hơn cho nó ấy. Còn không xác định là gì? Tức là không cần thêm cái gì, không cần nó cũng được. Không cần phải xác định rõ nữa nó hơn nó cũng được. Tức là ví dụ như sau nhá. Chị lấy ví dụ này, mệnh đề quan hệ không xác định thì tức là không cần phải xác định nữa này. Chị nói tên hẳn người đấy ra rồi, nam. Người mà thế nọ, người mà thế kia thì mình cũng đã biết luôn thằng đấy tên là nam rồi còn gì nữa đúng không? Đúng chưa? Thế nên mình có thể bổ sung cũng được mà không bổ sung cũng được. Ví dụ chị nói nam là bạn trai của tao. Ok chưa? Rõ nghĩa chưa? Thế bây giờ chị muốn bổ sung cho nó hay hơn, nam người mà rất đẹp trai chính là bạn trai của tao đấy. Ok chưa? Vậy thì lúc đấy chị thêm cái chữ người mà rất đẹp trai vào, chị để làm cho nó hay hơn thôi. Chị vứt nó đi cũng được. Nhớ nhá, vứt cái cụm đấy đi cũng được. Bọn em vẫn thấy cái câu đấy hoàn toàn rõ nghĩa. Và bọn em cũng đã biết cái thằng nam đấy nó tên là nam luôn rồi. Vậy thì lúc đấy là trường hợp đấy có dấu phẩy. Có dấu phẩy tức là sao? Chúng mình hiểu là dấu phẩy để ngăn cách nó ra ấy. Xong rồi mình vứt nó đi thì nó cũng không có ảnh hưởng gì ấy. Hiểu chưa? Đó, giống như là trong văn học của chúng mình hay nói là ví dụ như là tố hữu phẩy sinh năm bao nhiêu, phẩy là một đại thi hào của dân tộc Việt Nam, phẩy cái gì gì đó đúng không? Vậy những cái chỗ ở trong số phẩy đấy vứt hết ra ngoài cũng được. Hiểu chưa? Người ta vẫn biết đấy là ông Tố Hữu. Đúng không? Bởi vì nó đã xác định rõ rồi, nó đã chính là cái ông mà cụ thể có tên tuổi đàng hoàng tên riêng rồi. Vậy lúc đấy mình không cần phải xác định nữa. Tức là mình không cần cho cái thêm thông tin đấy vào cũng được nữa. Vậy đấy gọi là mệnh đề không xác định nha. Còn ngược lại là mệnh đề xác định tức là cần phải xác định. Tức là gì đấy? Nó là những cái danh từ chung chung, chính là như của Minh Anh nói. Nhưng mà Minh Anh bị hiểu ngược lại hai cái này nhá. Hiểu chưa? Lúc đấy sẽ không có dấu Nhưng phẩy. mình nhận hai là nhiều. Ừ. Thế bây giờ lúc đấy nó sẽ không có dấu phẩy nữa. Thế nếu mà không có dấu phẩy nữa mà tự nhiên mình vứt đi một phần thì có phải nguy hiểm không? Nó đâu có tách mạch nhau ra đâu. Nó không hề tách nhau ra nhá. Nó vẫn là một câu liền mạch như thế này. Thế mà mình tự nhiên mình vứt đi một phần thì rõ ràng nó có vấn đề rồi. Thế lúc đấy là mình sẽ, trong trường hợp đấy mình mới dùng được that. Cái trường hợp mà không có dấu phẩy mình mới dùng được that. Còn nếu có dấu phẩy rồi thì người ta sẽ không dùng that nữa. Được chưa? Ok. Nhớ nhá. Vậy thì trong trường hợp mà có tên riêng ấy, chúng mình vậy thì hiểu đơn giản là trong trường hợp cứ có tên riêng, có dấu phẩy thì không dùng that nữa. Không bao giờ dùng that để thay thế cho whom, which nữa. Còn nếu mà trong trường hợp mà gì đây, có không có dấu phẩy thì lúc đấy mình mới được dùng that thay thế cho who, which. Hiểu chưa? Nhớ nhá. Vậy nhắc lại này. Trường hợp có dấu phẩy có thể bỏ được cả mệnh đề đấy đi và không được dùng that. Còn trường hợp không có dấu phẩy, tức là tên chung chung ấy, thì chúng mình có thể dùng that thay thế được. Ok. Nhớ nhỉ? Rồi. Tí nữa chị sẽ gửi lại cho chúng mình file này để đọc lại một lần nữa để nhớ hơn. Ok. Let me see xem anything else. Xem chúng mình còn cái gì cần phải lưu ý không nào. Cái whose này thì đã nói trước đó rồi. Cứ có tính từ sở hữu vào thì chúng mình sẽ dùng whose để thay thế thôi, đúng không? Nhớ nhá, kiểu như có những cái từ như là của anh ấy, của tôi, của ai ấy. Ok. Thì chúng mình sẽ dùng whose để thay thế vào thôi. Còn mấy cái từ why, where thì nó cũng tương tự, khá là đơn giản. Chúng mình đọc và chúng mình sẽ thấy ngay. Chị nghĩ là sẽ không có gì phải lưu ý đối phần where này nữa. Sẽ có một số những cái lưu ý khi mà dùng với giới từ. Chúng mình đọc thêm nhá. Tức là sao? Nếu trong mệnh đề quan hệ đã có giới từ ấy, thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ, nhưng mà chỉ áp dụng với lại whom và which thôi. Tức là sao nhá? Who chúng mình không dùng này,
that chúng mình cũng sẽ không dùng cái giới từ đó lên trước mà vẫn để đằng sau. Hiểu không? Bình thường này này, đa phần là chúng mình vẫn hay để ở phía sau nhá. Ví dụ study with đây này. Thì ví dụ như bình thường chúng mình có thể dùng là study with vẫn ở đằng sau như này, không cần đảo lên trước, hoặc chúng mình có thể đảo cái with ở đằng sau chữ study lên đằng trước chữ whom là được. Cái phần này thì chị nghĩ là khá là dễ rồi, đúng không? Khá là dễ rồi, phần này ở trên lớp học kỹ rồi nhá. Là chị cũng sẽ không nói nhiều nữa. Cái phần này nó gọi là kiểu như 1 cộng 1 bằng 2, nó là công thức thế rồi. Không có gì phải giải thích cả. Hiểu chưa? Không có lý do gì tại sao mình phải đặt như thế cả. Nó là 1 cộng 1 bằng 2, có những cái câu kiểu dạng như vậy. Riêng cái này thì chúng mình phải học. Cái này đối với quá trình speak quá trình writing của IELTS hoặc thậm chí là speaking thì chúng mình cũng có thể dùng được rất là nhiều. Cấu trúc này chị muốn chúng mình ghi lại vào vở và lưu lại về nhà để ôn nha. Which thay thế cho cả mệnh đề đứng trước nó. Tức là sao? Bình thường mình sẽ dùng cho một danh từ đứng trước nó, ví dụ từ party này đây, đúng không? Nhưng không, bây giờ chúng mình sẽ dùng dấu phẩy ở đây. Và which này nó sẽ đại diện cho cả một cái mệnh đề phía trước nó, cả một mệnh đề phía trước nó. Tức là gì đây? Cô đấy không thể đi đến bữa tiệc của tôi. Thì cả cái việc là cô không đi đến bữa tiệc của mình làm cho mình buồn, chứ đâu có phải là cái birthday party làm cho mình buồn đâu. Đúng không? Hiểu không? Hiểu trong trường hợp này chưa? Nhìn kỹ lại đây nhá. Nào, cô ấy không thể đi đến bữa tiệc của tôi thì cái điều này làm cho tôi buồn. Vậy cái điều này chính là cái điều mà cô ấy không thể đi đến bữa tiệc của tôi. Vậy lúc đấy which nó sẽ bổ sung cho cả một cái mệnh đề phía trước của mình và dùng dấu phẩy ra để ngăn cách. Ok. Và lúc đấy nha, which nó đóng vai trò là đại diện cho một cái mệnh đề phía trước mà. Thế nên là nó sẽ đóng vai trò là một mệnh đề thì nó sẽ được chia đi với động từ chia ở dạng ngôi thứ ba số ít. Hiểu chưa? Tức là nếu ở thì hiện tại đơn thì sẽ phải thêm s hoặc es vào đây. Chúng mình nhớ nhá. Nhớ cái phần này nhá. Lúc đấy which nó giống như là một danh từ số ít vậy, bởi vì trước nó chỉ có một mệnh đề thôi mà. Nhưng tất nhiên nếu mà có hai mệnh đề chẳng hạn, hai cái việc này làm mình buồn ấy, thì rõ ràng which lúc đấy đại diện cho hai mệnh đề chẳng hạn thì chắc là cũng sẽ phải phải chia ở dạng số nhiều, hiểu không? Nhưng trường hợp đấy chắc chúng mình sẽ ít dùng, chúng mình sẽ bình thường trong quá trình viết ấy, đôi khi chúng mình sẽ không viết được kiểu dạng hai đấy đâu. Thì bây giờ chúng mình sẽ viết một câu như này, trước mắt là dùng như này đã. Ví chị lấy ví dụ này. Ở nhiều nước thì người ta đã khai thác cái việc mà ở nhiều nước ấy thì cái việc khai thác rừng một cách không có kế hoạch ấy đang càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn, thì cái việc này làm cho nhiều các loài động vật trở nên tuyệt chủng. Thì cái điều này là chính là bổ sung cho cái việc mà mọi người khai thác rừng mà không có kế hoạch ấy. Hiểu chưa? Thì lúc đấy cả cái câu mà việc mọi người khai thác rừng càng ngày càng trầm trọng ấy, thì nó sẽ thay dùng which để thay thế cho cả một cái mệnh đề đó. Ok. Hoặc là ví dụ như sau, ở Việt Nam nhiều người thường có thói quen vứt rác ra các sông suối kênh rạch gần nhà. Phẩy which tính là điều này làm tăng càng ngày càng làm cho những cái nguồn nước bị ô nhiễm nhiều hơn, đúng không? Hoặc là cái điều này góp phần làm cho cái việc ô nhiễm môi trường càng trở nên trầm trọng hơn. Thì cái việc là ở Việt Nam nhiều người thường có thói quen vứt rác ra sông suối kênh rạch gần nhà ấy, thì đấy chính là mệnh đề phía trước. Rồi cái điều mà which contribute, cái điều mà góp phần làm cho cái môi trường nó ô nhiễm càng trầm trọng hơn ấy, thì lúc đó chúng mình sẽ dùng which để bổ sung nghĩa cho cả cái cụm đằng trước là người ta có thói quen vứt rác ra sông suối kênh rạch gần nhà. Hiểu cách dùng which này hay chưa? Nào, chị sẽ lấy một ví dụ ra meeting chat nha. Sau đó chúng mình sẽ lấy cho chị tầm mỗi bạn tầm khoảng 5 cái ví dụ về which đấy xem nào. Chúng mình có thể nghĩ bất kỳ cái gì nhỉ? Many people
Have a habit of littering the rivers nearby. Vậy này, which contribute to the worst populations pollutions, the worst pollutions in the area. Đó, chúng mình phải lưu ý được rằng là gì đây? Cái từ contributes phải thêm s vào bởi vì which nó đóng vai trò như là một số ít mà, một danh từ số ít mà, nó đại diện chỉ cho một cái mệnh đề phía trước nó mà thôi. Vậy chúng mình nhìn vào cái ví dụ của chị đi. Many people have a habit of littering on rivers nearby. Which phẩy nha, xong rồi which contribute to the worst pollution in the area. Vậy lúc đó thì sẽ là which bổ sung cho cả một cái mệnh đề ngay phía trước nó.